Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ việc một người bị cháy đen trong chiếc xe ô tô ở huyện Hương Hà, Thái Bình, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân và nguyên nhân vụ việc. Sau khi trích xuất hình ảnh từ camera an ninh gần hiện trường xảy ra vụ việc, Cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân ban đầu dẫn đến ô tô bị cháy là do tai nạn giao thông và danh tính nạn nhân là Trung úy DVT, 49 tuổi, trú tại thôn Đồng Khê, xã Nguyên Xá, huyện Đồng Hưng, tỉnh Thái Bình, đang công tác tại công an huyện Hưng Hà. Cụ thể vào khoảng 3 giờ 50 phút ngày 6 tháng 1, khi đang di chuyển bằng ô tô con trên quốc lộ 39A đến đoạn qua thôn Đồng Hàn, xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà, chiếc xe do Trung úy T điều khiển bất ngờ gặp tai nạn bốc cháy. Sau vụ tai nạn, Trung úy Tê được xác định bị thương nặng, bất tỉnh sau khi tự gây tai nạn nên không thể thoát ra khỏi chiếc xe đang bốc cháy. Thời điểm gặp nạn vào lúc sáng sớm, không có người dân xung quanh kịp thời cứu nạn nên nạn nhân đã bị ngọn lửa thiêu cháy, biến dạng thương tâm. Trước đó vào khoảng 4 giờ ngày 6 tháng 1, người dân phát hiện tại bãi đất trống ven quốc lộ 39A thuộc địa phận thôn Đồng Hàn, xã Hùng Lĩnh, huyện Hưng Hà, Thái Bình, có một ô tô bị cháy, trong xe có một thi thể bị cháy đen nên báo cơ quan chức năng tiếp nhận thông tin, công an huyện Hưng Hà đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Thái Bình khoanh vùng, khám nghiệm hiện trường và pháp y để xác minh danh tính nạn nhân. tại hiện trường, chiếc ô tô con lật nghiêng ven đường, gần khu đất trống và bị thiêu dụi gần như hoàn toàn, bên trong có một thi thể người bị cháy đen. được biết trước đây Trung úy Tê từng có một số năm làm cán bộ lái xe cứu hỏa, công tác tại phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Thái Bình và mới chuyển công tác đến công an huyện Hưng Hà từ khoảng đầu năm 2023 chiều cùng ngày sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định công an huyện hưng hà đã bàn giao thi thể nạn nhân và cùng gia đình tổ chức lễ tang cho trung úy sĩ quan chuyên môn kỹ thuật dvt từ trần do tai nạn giao thông